Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ lại gặp nhau trong một cái video mới. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một chuỗi yoga giúp chúng ta giảm triệu chứng đau thắt lưng, thoát vị địa đệm và gai cột sống. Phần thắt lưng ấy, nó là một trong những cái phần rất là nhạy cảm và dễ bị tổn thương trên cơ thể. Lý do là nó không giống như cái phần ngực là có cái khung xương sườn để nó đỡ bao quanh, mà cái phần thắt lưng này nó chỉ gồm những cái đốt sống lưng mà nó đứng trơ trọi một mình thôi. Do vậy là nếu như mà có những bạn thực hiện những cái vận động mà nó quá mạnh, những cái vận động không có ý thức, hoặc là kể cả việc là bạn không vận động, thì nó cũng sẽ làm cho cái phần thắt lưng này nó chịu nhiều tổn thương, bởi vì nó không được lưu thông khí huyết. Ở trong yoga thì chúng ta có rất là nhiều những cái động tác phù hợp để giúp phục hồi cột sống, làm cho cột sống được vận động một cách phù hợp và giúp cho khí huyết lưu thông. Chỉ 20 phút thôi mỗi ngày thôi, nhưng mà chúng ta sẽ nâng cao được sức khỏe và phòng ngừa được rất là nhiều bệnh tật. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Mời bạn ngồi vào tư thế bắt chéo hai chân, bất cứ tư thế bắt chéo nào mà bạn cảm thấy thoải mái và có thể ngồi được lâu. Có thể bạn bắt chéo lên hoặc có thể hạ chân xuống, rồi từ từ dùng bàn tay kéo hai mông ra phía sau và đặt mông xuống sàn. Rồi bạn đặt tay lên gối, từ từ cuộn vai ra phía sau, đẩy ngực về phía trước, hơi siết bụng lại và hạ góc cằm xuống. Đây là tư thế để giữ cho lưng thẳng. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu từ cột sống. Từ đây, bạn từ từ hạ cằm xuống về ngực. Và khi hít vào, bạn từ từ đẩy ngực về phía trước, co hai khuỷu tay ra phía sau. Rồi, thở ra từ từ đánh tay về phía trước, hóp bụng lại và hạ cằm xuống chạm về ngực. Đưa ý thức về chuyển động của cột sống. Rồi tiếp tục hít, nâng cằm lên, đẩy ngực về phía trước, kéo vai ra phía sau, thở xiết và gù ra phía sau. Hít rướn. Thở cuộn. Tiếp tục hít rướn. Thở cuộn, cảm nhận toàn bộ vùng vai gáy và toàn bộ cơ dọc cột sống đang được kéo căng hết cỡ. Trong khi đó phần cổ và cơ bụng đang được thả lỏng. Rồi hít rướn cằm lên và đẩy ngực về phía trước. Cảm nhận sức căng kéo dài từ cổ cho đến ngực, đến toàn bộ cơ lõi vùng bụng. Thở. Hít rướn. Thở cuộn, siết bụng gù lưng. Hít rướn. Và thở cuộn. Rồi từ từ bạn nâng cằm lên. Bây giờ đưa ý thức về khớp vai và lưng trên. Hít từ từ vươn tay lên cao. Khi vươn tay lên, bạn tưởng tượng như hai bàn tay đang được cầm và nhấc lên cao, khiến cho toàn bộ các đốt sống lưng phía sau lưng cũng được nhấc lên. Và thở từ từ bạn hạ tay phải xuống, co khuỷu tay lại và mắt nhìn lên trần nhà. Chúng ta lưu ý bả vai bên trái được buông lỏng, không có rụt vai như thế này, và cùi chỏ trái hơi cong nhẹ. Rồi hít vươn lên trần nhà, mắt nhìn theo tay, thở tay phải xuống, co nhẹ khuỷu tay, mắt nhìn lên trần nhà. Rồi hít lên, rướn, thở sang bên trái, cảm nhận sức căng kéo dài từ hông bên phải cho đến hết ngón tay bên phải. Hít lên, rướn, thở phải,
Thở ra, xin lỗi. Rồi, hít lên. Thở. Nhấn chặt cái đùi trái xuống. Cuối lên. Thở. Nhấn chặt cái đùi bên phải xuống. Và hít, nâng tay lên cao. Thở, từ từ hạ tay xuống. Bây giờ bạn tháo bàn chân phải và bắp chân phải ra phía sau. Dùng bàn chân trái áp vào đùi phải. Co chân trái ra phía sau và áp chân phải vào trong đùi trái. Xoay bàn tay trái ra phía sau. Xoay cho bàn tay trái không và đầu gối phải nằm trên một đường thẳng. Bạn nhớ là không tựa người ra phía sau, không đổ ra phía sau, mà bàn tay chỉ chống xuống. Rồi, cột sống vẫn được giữ thẳng. Đặt bàn tay trái hướng theo đùi trái. Rồi chuẩn bị là hít, chúng ta xoay tay trái ra phía sau và mắt nhìn xuống bàn tay phải. Khi xoay như thế này, chúng ta cảm thấy toàn bộ cái bó cơ vùng thắt lưng này nó vừa được vặn xoắn và được kéo giãn. Vườn mắt nhìn xuống. Rồi cảm nhận sự dễ chịu của thắt lưng. Thở xoay. Tiếp tục hít 4. Thở xoay. Hít 3. Thở. Hít 2. Thở. Và cuối hít 1. Thở. Rồi từ từ bạn giữ nguyên vị trí của cẳng chân như thế này. Tay trái hướng lên đùi trái, tay phải giữ nguyên. Chuẩn bị tập trung tâm trí vào hai cái điểm của hai đầu gối. Là điểm này và điểm này. Chúng ta sẽ chuẩn bị nâng hông lên. Hít, nhấn hai đầu gối xuống sàn và đẩy hông lên cao. Rồi từ từ vươn tay phải ra phía sau và ngửa cổ. Đẩy hông lên cao. Thở hạ tay xuống. Chúng ta đang kéo giãn phần thắt lưng. Rồi hít lên. Và chúng ta cũng đang mở khớp vai và ngực. Thở hạ xuống. Thêm 3 lần nữa. Hít 3, nhấn đầu gối xuống. Nâng hông lên, đẩy ngực lên trần nhà. Thở. Hít 2. Thở. Và cuối hít 1. Thở. Rồi, từ đây bạn xoay chân phải vào trong và duỗi chân trái ra phía sau. Và từ từ xoay bàn tay trái ra phía sau, cho tay trái, hông và chân phải trên một đường thẳng. Rồi bạn hướng bàn tay phải lên đùi trái và chúng ta chuẩn bị xoay ra phía sau. Hít xoay tay phải ra phía sau. Thở. Hít 4. Thở. Và mang hết tâm trí về vùng thắt lưng của mình. Hít 3. Thở. Hít 2. Thở. Cuối hít 1. Thở. Rồi từ từ bạn đặt tay lên đầu gối và giữ nguyên tay trái. Chúng ta chuẩn bị nhấn hai đầu gối xuống sàn. Hít, nâng hông lên cao và vươn tay lên, ngả ra sau. Thở, hạ tay xuống. 4 lần nữa. Hít 4 lên. Thở, hạ xuống. Hít 3 lên. Thở xuống.
Hít hai. Thở. Và cuối hít. Thở. Rồi từ đây chúng ta hãy từ từ xoay người và chống tay xuống sàn. Thực hiện tư thế con mèo, con bò với cổ tay nằm ngay dưới bả vai, đầu gối nằm ngay dưới hông và hai đầu gối tách rộng bằng hai tay. Mũi chân chúng ta chống xuống sàn. Chúng ta sẽ cố định toàn bộ phần cẳng tay và hai đầu gối, hai đùi. Chúng ta chỉ di chuyển hai phần, đó là phần cổ và phần lưng giữa. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Hít rướn cằm lên và trũng lưng, kéo giãn với biên độ nhẹ các đốt sống cổ và cột sống. Thở hạ cằm xuống, siết bụng gù lưng lên và cụp xương cụt xuống. Hít rướn. Thở cuộn. Hóp bụng, gồng vai, đẩy lưng giữa cao lên trần nhà. Hít rướn. Thở cuộn, siết bụng gù lưng lên. Hít rướn. Thở cuộn, căm về ngực và lưng gù lên cao. Hít rướn. Thở cuộn. Cuối rướn. Thở cuộn. Siết bụng gù lưng lên. Rồi từ từ bạn nâng người lên. Và từ vị trí chính diện của bàn tay, chúng ta bước hai bàn tay về phía trước xa một tí nhé. Rồi hít từ từ nâng đầu lên, tay xa một tí nữa. Thở từ từ hạ vai xuống và kéo giãn cột sống. Rồi chúng ta lặp lại. Hít. Thở. Bạn chú ý là chúng ta không tuồn về phía trước nhiều quá nhé. Ví dụ là không hít nâng lên này, không đu về phía trước như thế này mà giữ cho cái hông của mình cố định. Thở, chỉ có vai di chuyển xuống này, mông giữ nguyên nhé. Hít. Thở. Cuối hít. Thở. Rồi hít nâng đầu lên, thu tay lại. Bây giờ từ từ, từ vị trí chính diện, hít từ từ đẩy tay phải lên cao và vươn tay phải ra phía sau, cảm nhận sức căng kéo dài từ mạn hông bên phải cho đến hết bả vai và cánh tay bên phải. Thở từ từ hạ tay phải xuống, rồi đổi bên hít tay trái lên hết cỡ. Thở hạ xuống. Hít phải. Đẩy ra sau nhiều nhất. Thở. Hít trái. Đẩy ra sau nhiều nhất. Thở. Rồi từ từ mông ngồi lên gót chân. Bạn ngồi thẳng và từ từ hít cuộn vai ra phía sau, đẩy ngực về phía trước, siết cơ bụng lại, hạ cằm xuống. Chúng ta thực hiện tư thế vặn xoắn hay tay đan lại phía sau lưng. Hít cuộn vai ra phía sau và đẩy ngực về phía trước. Rướn cằm. Thở kéo tay trái vào mé trong của đùi phải và đánh vai ra phía sau. Đánh cằm ra phía vai trái. Rồi hít đẩy tay ra phía sau. Ngực ưỡn về phía trước. Thở vặn sang bên phải. Rồi hít. Thở. Hít. Thở. Hít đẩy tay ra sau, nâng cao tay lên. Thở vặn sang bên trái.
Hít. Thở vặn sang bên phải. Rồi hít về chính diện. Rồi từ đây bạn đứng lên, quỳ lên và xoay về phía trước. Từ bước chân phải sang ngang, chân phải thẳng hàng với đầu gối trái. Rồi từ từ chúng ta hít vươn tay trái lên, rướn lên trần nhà. Thở từ từ nghiêng lườn sang bên phải và mắt nhìn lên. Cảm nhận sức căng kéo dài từ đầu gối trái cho đến hết tay trái. Siết cơ, siết cơ bụng lại nào. Mắt nhìn lên trần nhà và giữ. Ba, hai, một, hít nâng tay lên. Thở, từ từ chúng ta xoay người sang bên phải và từ từ hạ tay trái xuống cầm lấy cổ chân phải, rồi từ từ hạ quỳ trỏ phải, cô quỳ trỏ trái xuống, mắt nhìn ra sau. Lựa chọn một là chúng ta xuống như thế này. Lựa chọn hai, ai có độ dẻo tốt thì chúng ta hạ luôn vai phải xuống. Chúng ta tập theo sức của mình và đẩy tay trái, đẩy tay phải ra sau. Cảm nhận độ vặn của thắt lưng. Hoặc bạn có thể co khuỷu tay lại và tìm mé trong của đùi trái. Giữ. Ba, hai, một. Từ từ bạn nâng tay lên, chống xuống sàn và từ từ nâng người lên. Rồi, nâng hông lên. Đổi chân. Từ đây chúng ta bước chân trái sang ngang. Chân trái thẳng hàng với đầu gối phải. Hít vươn tay phải lên cao. Và thở từ từ nghiêng nhẹ người sang bên trái. Kéo tay lên trần nhà. Siết cơ bụng lại và cảm nhận sức căng kéo dài từ phần chân, từ phần đầu gối bên phải cho đến hết tay phải. Rất tốt. Đúng rồi. 3, 2, 1. Hít nâng tay lên. Rồi tiếp tục thở này, từ từ vặn người sang bên trái. Rồi sau đó hạ tay phải xuống cầm lấy cổ chân trái. Hạ cùi trỏ phải xuống và đẩy tay trái lên trần nhà. Lựa chọn 1 bạn giữ ở đây, giữ nguyên ở đây nhé. Còn lựa chọn 2, nếu ai xẻo hơn thì chúng ta từ từ hạ luôn cái vai xuống và đẩy tay ra sau. Cảm nhận toàn bộ các đốt sống lưng dưới đang được vặn xoắn và kéo giãn. Bả vai được mở. Tập trung vào hơi thở. Ta hít vào sâu và thở ra chậm. 3, 2, 1. Từ từ chống tay và nâng người lên. Rồi từ từ thu chân lại. Mông ngồi lên gót chân. Từ đây chúng ta duỗi người về phía trước và nằm úp xuống sàn. Duỗi hai chân sang hai bên và đặt hai tay cạnh ngực. Hai tay đặt cạnh ngực có nghĩa là khi bạn nhìn sang ngang thấy các ngón tay không quá bả vai, không phải như thế này, mà tạt tay xuống này, khuỷu tay co. Rồi, trán xuống sàn. Chuẩn bị hít cuộn vai ra phía sau và nâng nhẹ đầu lên, tách chân sang hai bên. Tư thế rắn hổ mang, chúng ta không rụt vai, không thẳng tay như thế này. Rồi, co khuỷu tay này, thấp xuống, thở hạ trán xuống. Tiếp tục hít lên. Thở xuống. Chuẩn bị cuộn vai ra sau nhé, hít lên. Thở xuống. Hai lần nữa, hít. Cuộn vai sau. Thở. Cuối hít. Và thở. Rồi thì đây, bạn chống đầu gối và nằm úp và hạ trán xuống, duỗi tay về phía trước, tư thế êm bé.
cảm nhận sự thư giãn của cuộc sống. Bả vai, cánh tay từ từ xuôi tay theo thân người. Và hít cuộn lưng ngồi dậy. Từ đây bạn nằm người xuống sàn. Chúng ta thư giãn một chút xíu trước khi kết thúc bài tập. Từ từ tách hai bàn tay một góc khoảng 45 độ so với thân người và hai gót chân đẩy sang hai mép thảm. Buông lỏng bả vai. Đưa ý thức về ổ bụng và chúng ta hít thở bụng. Khi hít vào, bụng phình nhẹ lên. Khi thở ra, bụng xẹp xuống. Mỗi lần hít vào, hình dung không khí đi vào cơ thể, mang một luồng năng lượng mới của sự thư giãn và tĩnh lặng vào tận sâu trong từng tế bào. Tiếp tục hít sâu và thở chậm. Hít sâu, thở chậm. Thư giãn. Thư giãn. Thư giãn.